Xin chào, rất vui vì tôi được gặp lại các bạn trong năm mới 2019. Một năm mà những người thực hiện VFX, giám cá là sản lượng muối cũng như mật độ muối trên từng video sẽ không ngừng được cải thiện. Và trước khi đến với một video đặc biệt, tổng hợp những sự kiện, những cột mốc đáng nhớ nhất trong năm 2018 sẽ được xuất bản trong vài ngày tới. Mời bạn đến với những sự thật nổ não hay nhất trong năm 2018. Năm 1994, phòng thí nghiệm Wright, trực thuộc không lực Hoa Kỳ đã đưa ra một bản đề án dài 3 trang cho một dự án sản xuất hàng loạt những quả bom gay. Thật vậy, bom gay hay bom đồng tính là tên gọi không chính thức của một loại vũ khí tâm lý, hóa học, giả tưởng, không tồn tại, không gây chết người mà không quân Mỹ từng tham vọng hiện thực hóa. Nguyên lý cơ bản của món vũ khí này đó là phát tán các kích thích tố nữ giới, nguyên văn là female sex hormones lên quân đội địch, không tạo ra những đội quân gay. Yêu thích dầu nhớt, đẩy và thông cống hơn là đánh trận, từ đó làm giảm sức chiến đấu của kẻ thù. Về sau, dự án này chẳng những chả đâu vào đâu, nó còn được trao tặng giải thưởng Ig Nobel Hòa Bình năm 2007, một phiên bản fake của giải thưởng Nobel Hòa Bình danh giá, chuyên được trao tặng cho các thành tựu khoa học bất thường hoặc tầm thường. Bản thân tên gọi của giải thưởng này là Ig Nobel cũng là một sự chơi chữ của từ ignoble, có nghĩa là thấp hèn, như là một cách để chỉ trích và châm biếm những công trình nghiên cứu khoa học ngớ ngẩn và lỗ bịch. Đèn pin sai, đây không phải là đèn pin loại thường, mà chính là cái đèn pin thái dương năng khỏi dùng pin đèn. Lúc có tia sáng thì nó sẽ sáng, nếu mà không có tia sáng thì nhất định không sáng. Có khi nào không tia sáng nhận sáng không? Chỉ cần dùng cái đèn pin khác chiếu vào nó thì nó sẽ sáng lên. À, thấy chưa? Thấy chưa? Từ nay trở đi, các cô nàng mũm mĩm sẽ có thêm một lý do để tự an ủi cũng như sinh hư cho cái thói ăn lắm của mình bằng cách ăn khoảng chục quả trứng gà không lộn hoặc trứng vịt không lộn vào mỗi buổi sáng. Bởi một cách khoa học mà nói thì bạn chỉ ăn sáng có vỏn vẹn 10 tế bào mà thôi. Thật vậy, khác với những quả trứng gà, trứng vịt lộn, tức trứng của những chị em gà, vịt đa mắt trinh, trứng của những chị em gà vịt hoàn chỉnh, không tính phần vỏ, có bản chất chính là một tế bào khủng bố đại ca đại tẩu với nhân tế bào là lòng đỏ. Tiện nói về trứng, trứng của chị em phụ nữ cũng thuộc loại khổng lồ trong giới tế bào với đường kính khoảng 1.000 micromet, tức 1 mm, vừa đủ để có thể được quan sát thấy bằng mắt thường, nhưng vẫn không đủ to nếu các mẹ có nóng máu đòi luộc ăn. Bà khổ con mẹ gì? Khổ mà. Bà sướng mà mới có chữa. Chữa tụi tao như quỷ già, có chữa gì trời, trứng của em mà luộc ăn hết lòng rồi. Mà nghĩ sao vẫn liên quan đến trứng. Trứng đà điểu vừa là những quả trứng lớn nhất, vừa là những tế bào khủng nhất thế giới còn tồn tại, với quả lớn nhất được công nhận bởi tổ chức Guinness thế giới nặng 2589 gram. Bonus, có thể bạn biết rồi, cũng có thể bạn chưa biết, gà là một sinh vật có bản chất khá tiết kiệm, hà tiện và mất vệ sinh. Khi trải qua hàng triệu năm tiến hóa, chúng vẫn chỉ sử dụng một lỗ duy nhất để vừa tè, vừa ị và vừa đẻ. Và đáng lý ra thì trứng đà điểu đã chẳng giành được ngôi vương trong bảng xếp hạng những quả trứng nếu như loài chim voi, elephant bird, một loài họ hàng xa của đà điểu, không tuyệt chủng khoảng 1.000 năm trước. Tuy vậy, 40 quả trứng của loài chim không biết bay cao tối đa 3 mét và nặng trung bình 400 kg này thì may phúc vẫn còn được lưu giữ một cách khá nguyên vẹn, với quả lớn nhất dài tới 34 cm và nặng khoảng 10 kg. Và nếu như bạn đang thắc mắc thì bên trong quả trứng chứa bộ xương khô của con chim non, chứ không lẽ lại là lông trắng và lông đỏ? Thông thường, một con vịt trưởng thành có chiều dài cơ thể khoảng từ 48 đến 65 cm và cân nặng khoảng từ 1,2 đến 1,7 kg. Nhìn chung là khá nhỏ bé. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể vỗ cánh tự hào khi sở hữu một da phảo hoành tráng. Thật vậy, loài vịt hiện đại có một tim bà con xa thuộc họ Dromornithidae với tên thông dụng là chim sấm sét hay vịt quỷ, tuyệt chủng cách đây khoảng 50.000 năm. Và nếu như thịt của loài chim sấm sét này có chung những đặc tính như ngon, bổ và rẻ của những đứa cháu vịt thì có lẽ nguyên nhân tuyệt chủng của chúng thật là dễ đoán. Quay trở lại với Dromornithidae, các mẫu hóa thạch chỉ ra rằng các sinh vật thuộc họ này có thể đạt chiều cao của một con ngựa hiện đại khoảng từ 1,5 đến 1,8 mét. Cá biệt, có loài Dromornis stertoni cao tới 3 mét và nặng khoảng 650 kg, đồng thời là một trong những loài chim không biết bay lớn nhất từng tồn tại. Tiện nói về chim,
thì loài chim biết bay lớn nhất thế giới từng tồn tại được cho là loài Acanthavis với chiều dài 1,26 m, chiều cao khoảng 1,5 đến 2 m, cân nặng từ 70 đến 72 kg, cùng sải cánh từ 5,09 đến 6,07 m và được cho là đã tuyệt chủng vào khoảng 6,8 triệu năm trước. Nếu xét riêng về sải cánh thì danh hiệu này thuộc về loài Pelagonis sandersi với sải cánh tối đa được cho là lên tới 7,4 m nhưng lại chỉ nặng từ 20 đến 40 kg. Vân tiện nói về chim, nhưng với chim có nghĩa là cái cần tăng dân số. Những con chim lớn nhất thế giới về mặt kích thước không lạ khi thuộc về sinh vật có vú lớn nhất thế giới, cá voi xanh với chiều dài trung bình từ 2,4 đến 3 m, đường kính trung bình 30 đến 36 cm và nặng khoảng 70 kg. Tuy vậy, khi đặt cạnh chiều dài cơ thể khoảng 25 m thì tỷ lệ giữa cái cần tăng dân số của cá voi so với chiều dài cơ thể chúng chỉ là từ 1:10 cho đến 1:8. Quay trở lại với loài vịt, dẫu có kích thước không bằng ai, cùng khối lượng mà xếp kheo cũng chỉ được hai đĩa. Tuy nhiên, loài này sở hữu một trong những cái cần tăng dân số độc dị nhất vũ trụ khi có dạng xoắn ốc hệt như một cái mở nút chai rượu và có thể đạt chiều dài hơn 40 cm, tương ứng với tỷ lệ từ 1:1,5 cho đến 1:1 so với cơ thể. Và nếu như chiều dài của những cái cần tăng dân số của con người một ngày nào đó có thể đạt được tỷ lệ này thì anh em có lẽ sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá tiền một thắt lưng. Quay trở lại với những con số, nếu 1:1 vẫn chưa đủ để khiến bạn phải há hốc mồm thì xin mời gặp gỡ loài hà. Lưu ý là hà sinh sống dưới nước chứ không phải hà vợ tớ. Với đặc tính sinh học không di chuyển trong suốt cuộc đời, việc tìm bạn tình đối với các hà thủ trở nên cực kỳ khó khăn và hoàn toàn không có khái niệm kén chọn. Trên thực tế, chúng phát triển những cơ quan sinh dục cực dài, gấp từ 8 đến 50 lần chiều dài cơ thể, rồi thả vào trong nước, ngoe nguẩy để tìm kiếm mẹ của những đứa trẻ, rồi bơm tinh trùng vào cơ thể chúng. Ngoài ra, thì hà đực cũng có thể bơm tinh trùng thẳng vào trong nước để hà cái bắt lấy, mang về và thụ thai. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng bạn và một quả chuối sở hữu những phân tử ADN giống nhau đến 50-60%. Thế nhưng, có lẽ bạn còn ngạc nhiên hơn khi biết rằng những phân tử ADN của bạn và của một con chó hay một con bò bất kỳ giống nhau đến 85% hay 88% so với loài chuột, 90% so với loài mèo, 98,5% so với tinh tinh, những người bà con gần gũi nhất về mặt tiến hóa với con người, hay thậm chí là tới 99,9% so với ông hàng xóm nhà bạn hay bất kỳ ai khác trên thế giới. Và kỳ thực, cái yếu tố để xác định xem bạn có phải là con của bố bạn hay không, nó chỉ chiếm chưa đầy 0,1% mà thôi. Mới nghe thì khá là hoang mang tai. Vậy nhưng kỳ thực, nếu bạn hiểu được rằng ADN là một phân tử chứa đựng những thông tin di truyền, nó cho dễ hiểu là một tập hợp những cầu lệnh, những lời chỉ dẫn được sử dụng trong suốt sự tăng trưởng, phát triển, hoạt động cũng như sinh đẻ của tất cả các sinh vật sống trên trái đất, thì có lẽ bạn sẽ chả ngạc nhiên với những con số mà chúng tớ vừa đưa ra. Lấy luôn ví dụ thế này nhé. Sở dĩ bạn và ông hàng xóm bên cạnh nhà bạn không phải bố con mà vẫn có sự tương đồng đến 99,9% trong cấu trúc di truyền là bởi cả bạn và ông hàng xóm nhà bạn đều cần ăn và ị, đều hít vào oxy và thở ra CO2, đều có một quả tim, hai lá phổi, hai tay, hai chân, một cây xúc xích và hai quả trứng chim cút, đều vui thì cười, buồn thì khóc, máu rồi thì cũng chảy về tim, hay tự chung lại là những đặc điểm sinh học cơ bản và tối quan trọng của tiến hóa. Vẫn theo đó, tất cả những đặc điểm khiến bạn trở thành con của bố bạn như màu tóc, màu mắt, màu da, cái miệng, cái mũi hay những nét tính cách cũng như những sở thích cá nhân tưởng chừng quan trọng và làm nên con người bạn đều chỉ là những biến dị tí hon được chuyển từ đời này qua đời khác mà thôi. Nói thời gian và phồng tôm giống nhau hoàn toàn thì không phải, vì phồng tôm ăn được, còn thời gian thì không. Điểm giống nhau duy nhất của thời gian và một miếng phồng tôm đó là chúng đều có khả năng giãn nở. Thật vậy, theo thuyết tương đối của Albert Einstein, sự giãn nở của thời gian, time dilation, chính là sự khác biệt của dòng thời gian trôi qua được ghi nhận hay đo đạc bởi hai người quan sát, tùy thuộc vào hoặc là sự chênh lệch vận tốc tương đối, hoặc là sự khác biệt tương đối về trường hấp dẫn mà hai người quan sát trải qua. Cụ thể hơn, Einstein cho rằng một chiếc đồng hồ di chuyển trong không gian sẽ chạy chậm hơn so với một chiếc đồng hồ đứng yên tại vị trí của người quan sát, giả sử là ở dưới trái đất. Chiếc đồng hồ di chuyển càng nhanh, tức vận tốc tương đối của nó so với người quan sát càng lớn, thì nó chạy càng chậm so với chiếc đồng hồ của người quan sát. Và một khi đạt đến vận tốc ánh sáng, vốn bất khả thi về mặt lý thuyết,
thời gian sẽ ngừng trôi trên chiếc đồng hồ đang di chuyển và tất nhiên vẫn chạy bình thường trên chiếc đồng hồ của người quan sát. Hay nói tóm lại, bạn di chuyển càng nhanh trong không gian, bạn di chuyển càng chậm trong thời gian. Người ta gọi hiện tượng này là sự giãn nở thời gian vận tốc, velocity time dilation. Tương tự như vậy, ta có dạng giãn nở thời gian hấp dẫn, gravitational time dilation, được mô tả là sự giãn nở thời gian xảy ra đối với hai người quan sát từ hai khoảng cách khác nhau so với một vật thể có khối lượng lớn, tức có trường hấp dẫn mạnh như các hành tinh, sao lùn trắng, sao neutron hay hố đen, hay giữa hai người quan sát chịu tác động của hai trường hấp dẫn mạnh yếu khác nhau. Trong đó, người chịu tác động của trường hấp dẫn lớn hơn sẽ nhận thấy thời gian trôi chậm hơn so với người chịu tác động của trường hấp dẫn yếu hơn. Điều đó có nghĩa là cứ mỗi một năm, tớ, bạn và tất cả những người đang sinh sống trên mặt đất sẽ già hơn khoảng 0,014 giây so với các phi hành gia đang công tác trên trạm vũ trụ quốc tế. Và nếu như bạn đang cần một ví dụ sinh động hơn thì mời nhìn lại bộ phim Interstellar ra rạp năm 2014. Trong đó có đoạn một phi thuyền Rangers đáp xuống một hành tinh nước quay quanh một siêu hố đen có tên Gargantua để làm nhiệm vụ. Sở dĩ phi hành đoàn trên chiếc Rangers lúc này đang nằm trong trường hấp dẫn cực lớn của siêu hố đen, thời gian khi này giãn nở cực mạnh với một năm trên hành tinh nước tương đương với 7 năm trên con tàu mẹ mang tên chịu đựng. Go, 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 go. 7 years per hour here. Let's make it count. Và đây chính là lý thuyết, là nền tảng để chúng ta mơ mộng đến những tour du lịch vượt thời gian trong tương lai. By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Nếu bạn là fan của những thể loại video bổ não kiềm hại não, thì có lẽ không lạ gì với những best nghịch lý như nghịch lý kẻ nói dối, nghịch lý ngày hành quyết bất ngờ, nghịch lý Achilles và chú rùa, nghịch lý ông nội hay nghịch lý Bootstrap. Hôm nay, VFX sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn một vài nghịch lý không kém phần chất lượng. Hãy cùng bắt đầu với nghịch lý con tàu Theseus. Dẫu có nhiều dị bản với những cách kể chuyện khác nhau, thế nhưng về cơ bản thì nghịch lý này đề cập đến một con tàu bằng gỗ có tên Theseus, được tạo thành từ N chi tiết khác nhau. Qua thời gian, các chi tiết bị mục nát hay hư hỏng sẽ được thay thế bằng những chi tiết mới. Và sau một quãng thời gian nhất định, toàn bộ các chi tiết trên con tàu Theseus được thay mới hoàn toàn. Bên cạnh đó, người ta cũng phục chế lại tất cả những chi tiết cũ vốn bị bỏ đi của nó và lắp chúng lại thành một con tàu mới. Câu hỏi đặt ra là, đâu mới là con tàu Theseus ban đầu? Con tàu mới với những chi tiết hoàn toàn mới được thay thế dần qua thời gian, hay con tàu được lắp ghép lại từ những chi tiết của con tàu cũ? Nếu như bạn đang cảm thấy quá não thì mời tiếp tục đến với nghịch lý đông cát. Người ta, à không, thông thường ta đều tự hiểu với nhau rằng một đống cát là một tập hợp của vô số các hạt cát, đúng không? Lại bảo không. Và ta cũng biết với nhau rằng nếu lấy bớt từ trong đống cát đi một hạt cát thì đống cát vẫn là một đống cát, đúng không? Lại bảo không. Câu hỏi đặt ra là, nếu ta tiếp tục ngày qua ngày lấy đi các hạt cát từ trong đống cát thì đến khi nào, hay cụ thể hơn là sau bao nhiêu hạt cát thì đống cát kia sẽ không còn được coi là một đống cát nữa? Xa ra một tí, nếu bạn không quá khắt khe thì cơ thể của mỗi chúng ta có thể được coi như là một đống cát hay là con tàu Theseus kia. Thật vậy, các nhà khoa học kết luận rằng cặp giác mạc mắt của bạn sẽ được làm mới mỗi ngày. Tế bào ở thành ruột và dạ dày được thay thế hoàn toàn sau chỉ 5 ngày. Bạn cũng sẽ sở hữu một bộ da hoàn toàn mới sau chỉ từ 2 đến 4 tuần. Một tim tế bào hồng cầu mới sau 6 tháng. Một quả gan mới sau từ 150 đến 500 ngày. Một bộ tóc mới sau 3 năm cho nam giới và 6 năm cho nữ giới. Hay một bộ xương sau mỗi 10 năm và 5 năm. Một cách tổ quát thì cứ sau khoảng từ 7 đến 15 năm, bạn sẽ gần như được thay đổi hoàn toàn. Hỏi liệu bạn có thực sự còn là bạn nữa hay không, khi mà cứ sau một quãng thời gian nhất định, bạn lại được lắp ghép hay cấu thành từ những chi tiết
hoàn toàn mới và trở thành một bản sao không hơn không kém. Phải chăng Sơn Tùng mông to phép hiểu được điều này và đã âm thầm đưa nó vào một trong những sáng tác của mình, Thông Thức Tỉnh Nhân Loại? Thầm thúy chưa? Tuy nhiên, Tùng, Sky và tất cả các bạn cũng đừng buồn, bởi như đã nói, cơ thể bạn chỉ gần như được thay mới mà thôi. Trên thực tế, các bộ phận như thủy tinh thể, men răng và toàn bộ phần vỏ não đảm nhiệm chức năng ghi nhớ, suy nghĩ, chức năng ngôn ngữ, tập trung và ý thức sẽ gắn bó với bạn trong suốt cả cuộc đời. Và chính vì không được thay thế, việc những tế bào này trở nên già cỗi hoặc chết đi sẽ khiến mắt bạn mờ, răng bạn rụng, còn bản thân bạn thì trở nên lúc nhớ lúc quên hay chính là lẩm cẩm khi về ra. Bực thế nhỉ? Mấy cái quan trọng cần thay thì lại không lo mà thay có chết không chứ nhỉ? Người ta thống kê được rằng, từ năm 1959 đến nay, thế giới ghi nhận tổng cộng 2.785 vụ cá mập tấn công con người một cách chủ động với 439 ca tử vong, trung bình chỉ 7,3 mạng một năm. Người ta cũng tính toán được rằng, xác suất để một người bị tấn công bởi cá mập chỉ là 1/11,5 triệu và xác suất để một người bị giết bởi một con cá mập chỉ là 1/264,1 triệu. Và nếu như bạn chưa biết thì trong tổng số trên 489 loài cá mập đang hiện hữu dưới lòng đại dương thì chỉ có 3 loài được ghi nhận là đã giết trên 10 người. Đó là cá mập trắng lớn, cá mập hổ và cá mập bò. Ấy thế mà trong đa phần những bộ phim Hollywood lấy chủ đề cá mập như Jaws, Deep Blue Sea, The Shallow hay mới đây nhất là The Meg, sinh vật này đều được khắc họa là những hung thần của đại dương, khát máu và tàn độc, ăn thịt người như ngoé. Có lẽ bên cạnh mục đích câu view, kiếm tiền thì những tác phẩm trên đóng vai trò tuyên truyền với công chúng rằng cá mập là xấu, là đáng chết, để chẳng may nếu bạn có vô tình nghe thấy những thông tin đại loại như mỗi năm con người giết chết khoảng 100 triệu con cá mập, tương đương với khoảng 274.000 con mỗi ngày, 11.416 con mỗi giờ, 190 con mỗi phút hay 3 con mỗi giây, thì bạn cũng sẽ tặc lưỡi mà rằng đấy, ai bảo mày ăn thịt người cho lắm nào. Và giờ thì bạn biết ai mới là hung thần, là nỗi khiếp sợ thực sự của biển cả rồi đấy. Du hành thời gian đã, đang và sẽ còn là một trong những ước muốn mãnh liệt nhất của nhân loại. Và trong khi lý thuyết về du hành thời gian đến tương lai là hoàn toàn khả thi và đã được chúng tớ trình bày trong những phần trước, du hành thời gian về quá khứ có vẻ như là khó khăn và viển vông hơn rất nhiều. Vậy nếu tớ nói rằng bạn đã và đang liên tục sống trong quá khứ thì bạn có tin không? Không à? Nghe nhá, Proxima Centauri là ngôi sao gần chúng ta nhất, cách mặt trời khoảng 4,244 năm ánh sáng. Điều đó có nghĩa là ánh sáng phát ra từ ngôi sao này mất tới 4,244 năm để đến với hệ mặt trời. Và cũng đồng nghĩa với đó, thứ mà bạn tưởng là Proxima Centauri trên bầu trời chỉ là hình ảnh của nó cách đây 4,244 năm mà thôi. Tương tự như vậy, nếu có một giống loài ngoài hành tinh tân tiến nào đó sinh sống trên một hành tinh nào đó cách trái đất khoảng 66 triệu năm ánh sáng và sở hữu một chiếc siêu kính viễn vọng không gian với tầm nhìn đặt tới rừng vô cực, họ hoàn toàn có thể quan sát thấy những con khủng long cuối cùng đang gặm cỏ dưới trái đất, hoặc nếu may mắn hơn là chứng kiến được sự kiện đã xóa sổ sinh vật này. Quay trở lại với nội dung chính, để nhìn thấy một vật thì ánh sáng của vật cần truyền tới mắt ta, đúng chưa? Và vì ánh sáng di chuyển rất nhanh, khoảng gần 300.000 km mỗi giây, thành thử ra có thể tạm coi như là ánh sáng từ vật truyền tới mắt ta một cách tức thì. Thế nhưng các tín hiệu truyền từ mắt bạn tới óc bạn thì lại không hề tức thì một tí nào. Cụ thể hơn, cần tối thiểu là 13 mili giây, tức 13 phần nghìn giây để thông tin về hình ảnh đi từ võng mạc mắt tới phần não làm nhiệm vụ xử lý hình ảnh và trả ngược kết quả về cho mắt. Đồng nghĩa với đó là mọi thứ bạn nhìn thấy từ xưa đến giờ đều có bản chất là hình ảnh của chúng trong quá khứ, cách đấy 0,013 giây. Và đấy, theo bạn không là du hành về quá khứ thì là cái gì? Ai cũng biết, vận tốc của ánh sáng trong môi trường chân không, với chân không có nghĩa là không có cái gì cả,
đồng thời là vận tốc tối đa của ánh sáng rơi vào khoảng gần 300.000 km trên giây. Hay chính xác hơn thì là 299.792,458 km trên giây. Vậy nhưng, dáng cá là bạn chưa biết, vận tốc của ánh sáng trong không khí chỉ là 299.700 km trên giây. Hay khi truyền qua một tấm kính trong suốt và đồng nhất chỉ còn có 200.000 km trên giây mà thôi. Và nếu như không khí và một tấm kính có thể làm chậm ánh sáng, liệu có khi nào người ta có thể khiến ánh sáng di chuyển cực chậm hay thậm chí là dừng lại hẳn không? Có đấy. Thật vậy, bằng cách cho ánh sáng đi qua vật chất ở trạng thái ngừng tụ Bose-Einstein, nguyên văn là Bose-Einstein condensate, hiểu nôm na là trạng thái vật chất của khí loãng khi bị làm lạnh đến sát thẳng sạc độ không tuyệt đối, có giá trị đúng bằng -273,15 độ C. Vào năm 1999, nhà vật lý người Đan Mạch Lena Hau cùng với các cộng sự của mình đã thành công trong việc làm chậm một tia sáng về với vận tốc chỉ 17 m trên giây hay 61,2 km trên giờ, tức là thấp hơn rất nhiều vận tốc của một chiếc trộm chó 135 trên đường tẩu thoát, hay thậm chí là khiến ánh sáng dừng lại hoàn toàn trong khoảng 1 mili giây vào năm 2001. Bởi vậy mới nói, ngay đến ánh sáng cũng có ánh sáng này, ánh sáng nọ. Nếu như fan DC Comics không còn xa lạ gì với biệt đội chút đổ vào dọ, đặc biệt là sau khi bùng Thánh Dực Dũng Nghĩa hay Dũng Nghĩa Binh. Theo đó, Dũng Nghĩa Binh là đội quân xuất hiện giữa thời nhà Trần từ năm 1225 đến 1400, đưa lấy cảm hứng từ một đội quân khác của thời nhà Tống, Trung Quốc. Theo một số tài liệu, đội quân Dũng Nghĩa tập hợp toàn dân vong mệnh. Họ là những tên trộm cướp, đầu đường xó chợ, những thành phần bất hảo, bần cô nông, tùng đinh tận đáy xã hội, sống không người thương, chết không người tiếc và đương nhiên cũng không màng sống chết. Họ được tập hợp bởi chính quyền, được cấp lương bổng, được đào tạo, huấn luyện đặc biệt, trở thành lực lượng tình nhuệ, hiếu chiến và thậm chí là khát máu nhất trong quân đội, sánh ngang với cấm quân đường thời của Trung Quốc. Vẫn theo đó, dẫu không bách phát bách trúng như Deadshot, không biết phun lửa như El Diablo hay sở hữu siêu sức mạnh như Killer Croc, các chiến binh dũng nghĩa của Đại Việt xưa vẫn cực kỳ đáng sợ. Bằng chứng là họ chỉ xuất hiện trong những trận chiến quan trọng nhất, nguy hiểm nhất hay máu mẻ nhất. Không chỉ vậy, Dũng Nghĩa Binh ưu việt hơn Suicide Squad ở lòng trung thành tuyệt đối. Họ sẵn sàng bỏ mạng vì vua, người đã tha tội chết cho mình, hay chiến đấu để thỏa mãn gia tính điên cuồng trên chiến trường, chứ không như một đám loài nhoi chiến đấu vì bị gai bom vào cổ.